Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã tổ chức lễ ra quân đoàn công tác tỉnh Hòa Bình hỗ trợ thành phố Hà Nội phòng chống dịch COVID-19. Tới dự và động viên tại buổi lễ ra quân có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đoàn công tác lên đường hỗ trợ chống dịch tại thành phố Hà Nội gồm 200 người, trong đó có 39 bác sĩ, 161 điều dưỡng, y sĩ, kỹ thuật viên tình nguyện thuộc các cơ quan đơn vị trực thuộc ngành y tế. Trước khi lên đường, các thành viên đoàn công tác được làm xét nghiệm COVID-19, được tập huấn hướng dẫn các quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong phòng chống dịch và các biện pháp phòng chống lây nhiễm COVID-19. Phát biểu động viên đoàn công tác tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc hỗ trợ chống dịch tại thành phố Hà Nội là nghĩa cử cao đẹp, không chỉ thể hiện phẩm chất tốt đẹp của đội ngũ cán bộ ngành y mà còn là tình cảm trách nhiệm của tỉnh Hòa Bình vì cả nước trong việc góp phần đẩy lùi dịch COVID-19. Đây cũng là niềm vinh dự, cơ hội để các y bác sĩ được trực tiếp rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt nhất, học hỏi và trau dồi chuyên môn. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các y bác sĩ tham gia đợt này vượt qua mọi khó khăn, giữ gìn sức khỏe, đảm bảo an toàn cho bản thân, nhanh chóng tiếp cận địa bàn, làm tốt công tác chuyên môn cùng với thành phố Hà Nội nhanh chóng khoanh vùng dập dịch. Lần này thì đoàn đi thì là cũng là thay mặt cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hòa Bình để chúng ta thể hiện cái tình cảm với nhân dân thủ đô. Đấy, cho nên là cũng rất mong muốn là các đồng chí là sẽ luôn phát huy cái tinh thần đoàn kết và thống nhất. Các đồng chí phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế của địa phương bạn để chúng ta có cái đóng góp xứng đáng, có cái đóng góp thiết thực vào cái công tác phòng chống dịch COVID của địa phương bạn. Chúng tôi cũng mong muốn là các đồng chí sẽ làm tốt cái nhiệm vụ chuyên môn để đảm bảo an toàn cho công dân của địa phương bạn cũng như là an toàn trong cái phòng chống dịch đối với bản thân mình và toàn nhóm mình, 200 đồng chí là đảm bảo sức khỏe và bình an. Là cơ quan thường trực, Sở Y tế tỉnh sẽ thường xuyên nắm bắt hoạt động, trao đổi nghiệp vụ và chỉ đạo kịp thời đoàn công tác để các y bác sĩ tham gia hỗ trợ chống dịch tại thành phố Hà Nội được an toàn và hiệu quả. Để chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID cũng như chiến thắng đại dịch, thì mỗi cán bộ y tế của chúng tôi sẽ luôn mang trong lòng một cái tinh thần cao nhất, nguyện là mang hết sức lực của mình, sức lực và tri thức để làm thế nào đấy góp sức đối với chúng tôi. Đây cũng vừa là nhiệm vụ nhưng cũng vừa là một niềm vinh dự đối với những cán bộ có thể mang cái một sức lực nhỏ bé của mình để đóng góp, hy vọng cái thời gian chiến thắng đại dịch COVID một cách nhanh nhất. Tính đến nay, tỉnh Hòa Bình đã cử 4 đoàn công tác với 269 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên vào các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Với kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ được trau dồi, đội ngũ cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình lên đường sẽ phát huy hết khả năng chuyên môn của mình, phục vụ công tác phòng chống dịch, phối hợp nhịp nhàng với lực lượng làm nhiệm vụ của thành phố Hà Nội trong triển khai công việc, tuyệt đối tuân thủ các quy định, quy trình phòng chống dịch. Tham gia chống dịch đợt này thì bản thân tôi cũng như tất cả các anh chị em trong đoàn với tinh thần quyết tâm rất là cao, chúng tôi cũng xin hứa là sẽ cùng phối hợp với bà con nhân dân rồi là cán bộ của huyện Mỹ Đức phối hợp tốt cái công tác phòng chống dịch của Hà Nội và quyết tâm chiến thắng trở về ạ. Với tinh thần xung kích tình nguyện, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn, đoàn công tác lên đường hỗ trợ phòng chống dịch tại thành phố Hà Nội quyết tâm, trách nhiệm, dồn hết tâm sức, tri thức và kinh nghiệm để cùng thành phố Hà Nội sớm đẩy lùi dịch bệnh.